Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 21 tháng 6 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá hơi đã có xu hướng tăng trở lại ở một số địa phương thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và nhiều địa phương này đã tăng lên mức giá 65.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu nạc. Trong khi đối với thị trường miền Trung và các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, hầu như không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Dòng heo siêu, nhiều địa phương vẫn bán với mức giá cao. Tuy nhiên, đối với dòng heo lai, hai bề, ba bì và dòng heo mỡ ở thị trường miền Bắc, nhiều địa phương chỉ báo giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất kỷ lục trong vòng 2 năm qua. Không chỉ giá lợn hơi tại Việt Nam có xuống giảm mạnh trong cả tháng qua, mà giá lợn hơi tại Trung Quốc cũng đã giảm chóng mặt, làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới rơi vào tình cảnh dư thừa thịt lợn. Nỗi lo thị trường thịt lợn trong nước khủng hoảng thừa đã khiến giá lợn hơi giao ngay tại sản giao dịch Đại Liên tổ dốc không phanh kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm nay, giá lợn hơi ở sàn giao dịch này đã giảm đến 30%. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra ở Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ cũng như nhập khẩu lợn lớn nhất trên thế giới trong phần lớn thời gian 2 năm qua. Khi mà dịch tả lợn châu Phi khiến cho nguồn cung thịt lợn của đất nước này sụt giảm và giá đã tăng vọt, và trong thời gian đó, các nhà chức trách của Trung Quốc đã khuyến khích nông dân đẩy mạnh việc chăn nuôi lợn, tìm mọi cách nhanh nhất có thể làm đầy kho dự trữ thịt lợn quốc gia. Những biện pháp này xem như đã phát huy tác dụng một cách quá đà. Giới phân tích cho rằng tốc độ giảm giá thịt lợn của Trung Quốc càng bị đẩy nhanh hơn do người nông dân lo ngại càng để càng mất giá nên ổ ạt cho xuất chuồng. Và tình hình thêm phần tồi tệ hơn khi nông dân đã vỗ béo những con lợn khổng lồ lên tới 300 cho đến 400 kg trên một con, to ngang so với gấu Bắc Cực thay vì chỉ để 100 cho đến 150 kg trên một con như bình thường. Theo thống kê vào hồi giữa tuần, giá lợn hơi giao ngay tại sản giao dịch Đại Liên của Trung Quốc đã giảm 7,1% và hiện nay còn 18.550 nhân dân tệ trên một tấn, tức là tương đương với 66.000 đồng trên 1 kg. Sau khi có tin rằng ngay cả những con lợn nhỏ cũng được xuất chuồng bán khiến cho giá lợn hơi đã giảm mạnh. Như vậy, giá lợn hơi của Trung Quốc hiện nay cũng chỉ ngang ngửa so với giá lợn hơi tại Việt Nam. Vì vậy, con đường xuất khẩu lợn sang Trung Quốc của thị trường Việt Nam hầu như đã bị dập thắt. Giá lợn hơi sụn giảm trong khi các chi phí chăn nuôi vẫn đang tăng khiến cho nhiều nông hộ rơi vào tình cảnh thua lỗ trầm trọng ở đất nước tỷ dân này. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương được cập nhật như sau. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay đối với lợn đẹp giao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình giao quanh mức giá 66.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi chỉ báo giá 64 cho đến 66.000 đồng và Hà Nam cũng có mức giá tương tự. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay, giao động mức giá 67.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 67.000 đồng. Hải Phòng giao quanh mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay đối với dòng heo sơn nạc phổ biến mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Còn đối với lợn hai bề, 3 bề phổ biến mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 63.000 đồng. Lào Cai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu nạc đang phổ biến mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng và Hà Giang đối với lợn đẹp trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Còn dòng hai bề ở khu này chỉ báo giá 61 cho đến 62.000 đồng. Lạng Sơn đối với dòng heo siêu 65.000 đồng dòng áp siêu khung này 62.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 66 cho đến 68.000 đồng. Tuyên Quang trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu nạc, nhiều chăn nuôi báo giá 64 cho đến 66.000 đồng. Dòng áp siêu phụng này chỉ giao quanh mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Còn heo mỡ có mức giá thấp hơn, hầu như đều dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay giao động mức giá 65.000 đồng, Bắc Cạn 63 cho đến 64.000 đồng trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện trợ đồn của tỉnh Bắc Cạn, các hộ chăn nuôi khung này chỉ bán được với mức giá 61.000 đồng trên 1kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1kg. Theo hai bề khung này giao động mức giá 62 cho đến 63.000 đồng. Hòa Bình giao động mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, Sơn La nhiều chăn nuôi báo giá 64 cho đến 66.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường phía Nam trong ngày hôm nay cũng giảm nhiều so với những ngày trước đó. Cụ thể như Đồng Nai trong ngày hôm nay chỉ báo giá 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có mức giá cao nhất ở thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu này đang phổ biến 66 cho đến 68.000 đồng, Bình Phước 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg và bằng so với tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu 65 cho đến 67.000 đồng Tây Ninh trong ngày hôm nay giao động mức giá 65.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều địa phương chỉ báo giá 60 cho đến 63.000 đồng, đặc biệt là đối với dòng heo lai ở các tỉnh như là Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc hay là đối với tỉnh Đắk Nông. Còn đối với tỉnh Lâm Đồng vẫn đang giao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng chỉ dao động mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hà Tĩnh nhiều chăn nuôi báo giá 65 cho đến 66.000 đồng. Thanh Hóa đối với dòng heo siêu nạc ở các trang trại chăn nuôi lớn đang phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Heo trong dân chỉ dao động mức giá 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg và ở tỉnh Nghệ An cũng có mức giá tương tự so với Thanh Hóa. Quảng Nam và Quảng Ngãi phổ biến mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Bình Định 62 cho đến 64 000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 66 000 đồng. Khánh Hòa 65 cho đến 67 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn đang ổn định mức giá 66 cho đến 67 000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay vẫn đang ổn định ở mức giá 65 cho đến 66 000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt là đối với dòng heo siêu nhiều chăn nuôi cho biết mức giá ở khung này như vậy là khá tốt và sức mua cũng nhiều hơn so với trước. Trà Vinh cũng tương tự đối với dòng heo siêu và dòng heo áp siêu có mức giá tranh lệch khá lớn, nhiều địa phương tranh lệch đến 4 cho đến 5 giá. Đối với dòng heo siêu vẫn đang phổ biến mức giá 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg, còn dòng heo áp siêu thì chỉ có mức giá 60 cho đến 63.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg, Long An 65 cho đến 67.000 đồng cũng tăng một giá so với ngày hôm qua. Vĩnh Long giữ mức giá ổn định 62 cho đến 64.000 đồng, Hậu Giang sau lượng mức giá 63.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp là địa phương đang còn có mức giá cao trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Bến Tre 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Cần Thơ trong ngày hôm nay giao đợi mức giá 65 cho đến 67.000 đồng đối với dòng heo siêu. Cụ thể trong ngày hôm nay, đối với dòng heo siêu ở Sóc Trăng, phổ biến mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg, tăng một giá so với ngày hôm qua. Tuy nhiên đối với dòng heo lai thì vẫn đang giữ mức giá khá thấp, chỉ giao động mức giá 61 cho đến 63.000 đồng trên 1kg. Kiên giang phổ biến mức giá 65.000 đồng trên 1kg đối với dòng heo đẹp, còn dòng heo áp siêu nhổ chăn nuôi chỉ báo giá 61 cho đến 63.000 đồng trên 1kg. Tiền giang phổ biến mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng cho bản tin giải hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.